Chào ngày mới. Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 8 giờ 45 phút ngày mùng 7 tháng 3 năm 2024. Báo cáo với lại các thượng đế. Ngày hôm qua đi lấy hàng về coi như là sáng ngày hôm nay dậy người nó rã rời ra cứ như kiểu mới bị ăn đòn ấy. Nên là cũng chưa thể coi như là hầu chuyện được một cơ số cuộc gọi và cũng chưa thể trả lời tin nhắn được, nên là mong mọi người cũng thông cảm cho. Trân trọng kính mời các thượng đế ly chè xanh. Báo cáo. Sáng ngày hôm nay đã có một người thượng đế ở huyện Mê Linh, thủ đô Hà Nội đã trần văn chốt bằng cassette. Trân trọng cảm ơn ngài. Bây giờ giới thiệu với các thượng đế một combo băng cassette. Combo này có tựa đề là combo băng cassette số 1. Có thượng đế nào ưng cái bụng thì nói rõ để tránh nhầm lẫn với những combo khác. Đây là những cái cuộn băng mà mình đã thâu nội dung chương trình rồi. Còn những cái cuộn băng mà mình chưa thâu, đó là nội dung chương trình lông cô. Thì cái loại này là loại quần ni lông thì 40.000 đồng một cuộn. Còn cái loại không quần ni lông ngày hôm qua đây lấy 1.200 cuộn này. Đấy. Lát nữa sẽ làm cái video giới thiệu với các thượng đế. Ở combo này có 6 cuộn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuộn. Những cuộn băng này mình tuyển lựa và mình tự thâu. Chất lượng âm thanh đã kiểm tra mặt A và mặt B đủ tiêu chuẩn để sư phụ Khang cho những đệ tử này xuất sơn. Cuộn này là cuộn thứ nhất, băng TDK. Thời lượng là 60 phút. Nội dung chương trình là ca sĩ Sơn Tuyền. Ca sĩ Sơn Tuyền. Ca sĩ Sơn Tuyền hát toàn bài hay. Cuộn này là cuộn thứ hai, băng Sony HF90, ca sĩ Duy Khánh hát nhạc sau 1975. Trước khi thâu cũng tuyển lựa và sau khi thâu thì đều phải mở lại để kiểm tra chất lượng âm thanh. Cuộn băng này là Sony HF90, loại tem đỏ nhưng tem nó bong ra rồi. Nội dung chương trình là ca sĩ Như Quỳnh. Cuộn băng này là cuộn băng thứ tư, ca sĩ Tuấn Vũ. Băng TDK 60 phút. Cuộn này với lại cuộn này là 60 phút này, cuộn 4 cuộn này là 90 phút này. Cuộn băng này Sony HF90. Nội dung chương trình là ca sĩ Mỹ Huyền và Hương Lan song kiếm hợp bích. Và cuộn này là cuộn thứ 6. Băng Sony HF90. Ca sĩ Chế Linh hát nhạc sau 1975. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu cuộn. Cuộn thứ nhất là băng TDK 60 phút, ca sĩ Sơn Tuyền. Cuộn thứ hai là băng Sony 90, ca sĩ Duy Khánh. Cuộn băng thứ ba Sony 90, ca sĩ Như Quỳnh. Cuộn thứ tư TDK 60 phút, ca sĩ Tuấn Vũ. Cuộn thứ năm Sony 90, Sony HF90, ca sĩ Mỹ Huyền và Hương Lan. Cuộn thứ sáu Sony HF90, ca sĩ Chế Linh. Sáu cuộn này trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc không thể rẻ hơn, một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ, 50.000 đồng một cuộn. Bỏ ra 50.000 đồng một mua một cuộn băng về nghe được cả hai mặt,
mặt A và mặt B. Chất lượng âm thanh thì đã kiểm tra rồi, khỏi phải lăn tăn nha. 6 cuộn là 300.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Hay nói cách khác cụ thể hơn, tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền, người mua được quyền trả, người cung cấp như mình không có cái quyền trả tiền vận chuyển. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.